Tôi chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm tức chữ bài tập. Đây là khuôn mặt cười của mình, tại vì mình rất thích cười. Rồi đây chính là hình trái tim yêu thương của mình. Mình có bố mẹ, mình rất tự hào. Mình rất thích đi bơi. Và mình, trong tương lai của mình muốn trở thành Iron Man. Mình không thích ăn bánh kia tại vì buổi sâu răng. Và mình không thích đánh nhau. Mình rất thích trượt giày ba tanh và mua máy bay điều khiển và trượt hamster. Con chào cô, tôi chào các bạn.